Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hút mũi của máy Ozoline. Đây là bộ khí dung này, còn đây là bộ hút mũi này. Đấy, các bạn sẽ lắp hút mũi như thế này nhé. Cách phân biệt đâu là khí dung, đâu là hút mũi thì khi các bạn bật máy lên này, thấy cái nút xanh này nó đẩy khí thì là khí dung. Còn cái nút này mình đang lắp nó vào rồi, nhưng bạn khi bạn sờ tay vào thì sẽ thấy nó hút tay mình thì là hút mũi. Đây, hút mũi các bạn sẽ lắp như thế này nhá. Dụng cụ chúng ta hút mũi sẽ gồm có này, thứ nhất là các bạn chuẩn bị nước muối này, nước muối mà các bạn vẫn hay để truyền ấy, hai cái lọ nước nhỏ mắt xinh xinh này, bơm tiêm này. Cái kim này là kim lấy thuốc nhá. Kim lấy thuốc thì có tác dụng là các bạn sẽ lấy nước muối nhanh hơn thôi. Đấy, các bạn lấy nước muối này, sau đó chiết vào những cái chai nhỏ như thế này. Để cho mình dùng quá trình lâu dài ấy, thì ví dụ như là bạn nào không chết thì các bạn cứ mua những cái lọ nước muối này các bạn về rửa cho con cũng được, không vấn đề gì. Còn nếu mà chiết ra như này thì là mỗi một lần mình sử dụng ấy, thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn. Đây, sau đó thì các bạn hút mũi cho con nhá, thì sẽ đặt con vào một cái gối này, xong ngửa đầu về phía sau này, có người giữ tay này. Đấy, mình sẽ thao tác như này. Một bên thì mình vừa nhỏ, còn bên kia thì mình sẽ hút. Đấy, các bạn thấy được này, gửi ra này. Đấy, khi lỗ mũi của trẻ con ấy nó hơi nhỏ thì từ nhất là ở những cái bạn béo ấy thì các bạn sẽ phải điều chỉnh lại sao cho cái lỗ này nó sẽ không bị chạm vào thành mũi thì nó sẽ hút được hết dịch mũi. Đấy, sau khi hút xong một bên thì mình có thể chuyển sang bên tiếp theo. Mình cũng làm tương tự như thế. Các bạn chỉ mới cắt một cái thôi nhưng mà rất là hợp tác, và sau đó mũi học sẽ là rất là sạch. Đây, tác phẩm của bạn ấy đây, một chai nước muối mà mình hút ra được bằng này. Đây, đờm xanh, đờm vàng, thứ là sẽ ra hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.